ngôi nhà bị ma ám. Ở một làng quê hẻo lánh miền Bắc Việt Nam, có một ngôi nhà cổ đã tồn tại hàng trăm năm. Người dân trong làng đều đồn rằng ngôi nhà này bị ma ám bởi linh hồn của một cô gái trẻ tên Liên, người đã chết một cách oan uổng trong đêm mưa bão. Ngày xưa, Liên là một cô gái xinh đẹp, hiền lành và được nhiều chàng trai trong làng để ý, nhưng cô lại yêu thương một chàng trai nghèo tên Minh. Gia đình của Liên không đồng ý với tình yêu của cô và ép cô lấy một người giàu có trong làng. Liên và Minh quyết định trốn đi cùng nhau, nhưng đêm đó, một cơn bão lớn ập đến, làm lật thuyền của họ trên dòng sông gần làng. Minh may mắn sống sót, nhưng Liên thì mất tích. Sau cái chết của Liên, người dân trong làng bắt đầu nghe thấy tiếng khóc than và tiếng bước chân lạ lùng trong ngôi nhà cổ. Những người sống gần đó còn thấy bóng dáng một cô gái mặc áo dài trắng, tóc dài buông xõa, đi lại quanh nhà vào ban đêm. Một ngày nọ, một gia đình trẻ quyết định mua ngôi nhà này vì giá rẻ. Ban đầu, họ không tin vào những câu chuyện ma quái và tiếp tục sống bình thường. Tuy nhiên, sau vài tuần, họ bắt đầu trải nghiệm những hiện tượng kỳ lạ. Tiếng khóc của một cô gái vang lên mỗi đêm, những vật dụng trong nhà tự di chuyển, và họ thậm chí còn thấy bóng dáng của Liên xuất hiện trong gương. Cuối cùng, gia đình quyết định mời một thầy Pháp đến để trừ tà. Thầy Pháp sau khi làm lễ, phát hiện ra rằng linh hồn của Liên vẫn còn vương vấn vì chưa hoàn thành ước nguyện của mình. Thầy Pháp hướng dẫn gia đình tổ chức một lễ cầu siêu và thắp hương cho Liên để linh hồn cô được siêu thoát. Sau lễ cầu siêu, những hiện tượng kỳ lạ trong ngôi nhà biến mất. Người ta tin rằng linh hồn của Liên cuối cùng đã được giải thoát và ngôi nhà cổ trở lại bình yên như xưa. Sau khi linh hồn của Liên được siêu thoát, ngôi nhà cổ trở lại bình yên. Gia đình trẻ vẫn tiếp tục sống ở đó và cảm thấy mọi thứ đã ổn định. Tuy nhiên, không lâu sau đó, họ bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ lùng vào ban đêm một lần nữa. Một buổi tối, khi cả gia đình đang ăn tối, đèn trong nhà bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Tiếng bước chân vang lên từ phòng trên gác, dù không có ai ở đó. Cả gia đình hoảng sợ, họ gọi thầy Pháp trở lại. Thầy Pháp, sau khi kiểm tra lại, nhận ra rằng ngôi nhà không chỉ bị ám bởi linh hồn của Liên mà còn có một linh hồn khác. Thầy Pháp kể rằng, ngôi nhà cổ này từng là nơi diễn ra một vụ án mạng kinh hoàng vào thời kỳ chiến tranh. Một người đàn ông tên Hùng đã bị giết hại tại đây, và linh hồn của ông ta vẫn lang thang, không thể siêu thoát. Thầy Pháp đề nghị gia đình tổ chức một lễ cầu siêu lớn hơn để giải thoát cả hai linh hồn. Gia đình đồng ý và bắt đầu chuẩn bị cho lễ cầu siêu. Trong thời gian này, họ trải qua những hiện tượng kỳ lạ ngày càng nhiều. Đèn tự tắt bật, cửa sổ mở ra đóng vào, và những tiếng rên rỉ không rõ nguồn gốc. Đêm trước lễ cầu siêu, người cha trong gia đình mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, ông thấy Liên và Hùng đang đứng trước mặt mình, cầu xin giúp đỡ. Họ kể rằng họ không thể rời đi vì còn có một mối liên hệ đau đớn và oan trái giữa hai người. Hùng là người đã gây ra cái chết của Liên, và giờ cả hai linh hồn đều bị mắc kẹt trong ngôi nhà này. Ngày hôm sau, lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm. Thầy Pháp thực hiện các nghi lễ phức tạp, khấn vái cầu mong linh hồn của Liên và Hùng được giải thoát. Cả gia đình và người dân trong làng cùng thắp hương, cầu nguyện cho họ. Sau khi lễ cầu siêu hoàn thành, không còn hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra trong ngôi nhà nữa. Gia đình cảm thấy nhẹ nhõm và bình an trở lại. Người ta tin rằng linh hồn của Liên và Hùng cuối cùng đã được giải thoát, và họ đã tìm thấy sự yên bình sau nhiều năm oan trái. Ngôi nhà cổ bây giờ trở thành một biểu tượng của sự bình yên và hòa hợp trong làng. Người dân thường đến thắp hương và kể lại câu chuyện này như một lời nhắc nhở về lòng từ bi và sự tha thứ. Năm tháng trôi qua, ngôi nhà cổ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của làng. Người dân luôn kể lại câu chuyện về Liên và Hùng như một bài học về sự tha thứ và giải thoát. Tuy nhiên, những bí ẩn của ngôi nhà cổ vẫn chưa dừng lại. Một ngày nọ, một đoàn khảo cổ học từ thành phố đến làng để nghiên cứu về lịch sử và văn hóa của khu vực. Họ đặc biệt quan tâm đến ngôi nhà cổ vì những câu chuyện kỳ bí xoay quanh nó. Đoàn quyết định xin phép gia đình trẻ để thực hiện một cuộc khảo sát chi tiết ngôi nhà. Trong quá trình khảo sát, họ phát hiện ra một căn phòng bí mật nằm sâu dưới tầng hầm của ngôi nhà. Căn phòng này được che giấu bởi một bức tường dày và không hề có dấu hiệu tồn tại trước đó. Khi phá tường và tiến vào bên trong, họ phát hiện ra một bộ xương người cùng với nhiều đồ vật cổ xưa.
Bộ xương được xác định là của một người đàn ông trẻ, bị chôn sống trong căn phòng này từ hàng trăm năm trước. Các vật dụng xung quanh bao gồm một chiếc áo dài màu đỏ, một chiếc gương cổ và một cuốn nhật ký viết tay bằng chữ Hán cổ. Cuốn nhật ký tiết lộ một câu chuyện đau lòng khác liên quan đến ngôi nhà. Theo nhật ký, người đàn ông trẻ này tên là Phong, là một thầy đồ nổi tiếng của làng. Phong đã yêu thầm một người con gái trong làng, nhưng bị gia đình cô từ chối vì Phong là một người nghèo. Trong cơn giận dữ và đau khổ, Phong đã tự sát trong căn phòng bí mật này, mang theo tình yêu và nỗi oan ức của mình. Sau khi phát hiện ra sự thật, đoàn khảo cổ và gia đình quyết định tổ chức một lễ cầu siêu lớn để giải thoát cho linh hồn của Phong. Họ mời một thầy Pháp cao tay từ Hà Nội đến để thực hiện nghi lễ. Thầy Pháp nói rằng linh hồn của Phong đã lang thang trong ngôi nhà này suốt hàng trăm năm, và chính ông là nguồn gốc của nhiều hiện tượng kỳ lạ sau khi linh hồn của Liên và Hùng được giải thoát. Trong lễ cầu siêu, thầy Pháp thực hiện các nghi lễ phức tạp và khấn vái cầu mong linh hồn của Phong được siêu thoát. Khi nghi lễ kết thúc, một cơn gió mạnh thổi qua ngôi nhà, và tất cả mọi người cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm và bình yên. Từ đó, ngôi nhà cổ không còn xảy ra hiện tượng kỳ lạ nào nữa. Gia đình trẻ tiếp tục sống hạnh phúc, và người dân trong làng luôn nhớ đến câu chuyện về ba linh hồn bị oan trái. Ngôi nhà trở thành một biểu tượng của sự hòa bình và hy vọng, nơi mà những linh hồn đã tìm thấy sự an yên sau nhiều năm đau khổ. Người dân làng thường đến thắp hương và kể lại câu chuyện này như một lời nhắc nhở về lòng từ bi, sự tha thứ và niềm tin vào sự giải thoát. Mùa thu năm ấy, một đoàn làm phim từ thành phố đã đến làng để thực hiện một bộ phim tài liệu về ngôi nhà cổ và những câu chuyện tâm linh xung quanh nó. Đoàn làm phim bao gồm đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và một nhóm kỹ thuật viên. Họ được người dân trong làng chào đón nồng nhiệt và sẵn sàng giúp đỡ. Người đứng đầu đoàn làm phim, đạo diễn Minh, là một người đam mê với các hiện tượng siêu nhiên và tin rằng ngôi nhà này sẽ mang lại những cảnh quay tuyệt vời cho bộ phim của mình. Họ quyết định ở lại trong ngôi nhà cổ để có thể ghi lại mọi hiện tượng kỳ lạ nếu có. Đêm đầu tiên, khi mọi người đã yên giấc, Minh thức dậy vì nghe thấy tiếng bước chân lạ lùng từ tầng trên. Anh quyết định mang máy quay và đi kiểm tra. Khi lên đến tầng trên, anh thấy một bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Minh cố gắng tiến lại gần để ghi hình, nhưng bóng dáng ấy bỗng biến mất một cách bí ẩn. Ngày hôm sau, Minh kể lại câu chuyện cho cả đoàn nghe, và họ quyết định lắp đặt các máy quay ở nhiều góc độ khác nhau trong ngôi nhà để ghi lại mọi hiện tượng kỳ lạ. Những đêm tiếp theo, họ liên tục nghe thấy những tiếng động lạ, những bóng dáng mờ ảo xuất hiện và biến mất, và cả những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc. Một đêm, khi cả đoàn đang quay cảnh trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm, họ phát hiện ra một bức tranh cổ treo trên tường. Bức tranh vẽ cảnh một người đàn ông và một cô gái đứng dưới gốc cây đa cổ thụ, trông rất giống Liên và Hùng. Điều này khiến cả đoàn càng thêm tò mò và quyết định tìm hiểu thêm về lịch sử của ngôi nhà. Qua cuộc trò chuyện với những người cao tuổi trong làng, họ phát hiện ra rằng ngôi nhà cổ này từng là nơi trú ẩn của nhiều linh hồn oan trái từ thời kỳ chiến tranh. Những câu chuyện về các linh hồn khác nhau bắt đầu xuất hiện, mỗi linh hồn đều có một câu chuyện đau lòng riêng. Một cụ già trong làng kể lại rằng, ngôi nhà này từng là nơi diễn ra một cuộc xung đột lớn giữa hai dòng họ trong làng. Nhiều người đã chết trong cuộc xung đột đó, và linh hồn của họ không thể siêu thoát, mãi mãi lưu lại nơi đây. Đoàn làm phim quyết định tổ chức một lễ cầu siêu lớn nhất từ trước đến nay để giải thoát cho tất cả các linh hồn trong ngôi nhà. Họ mời nhiều thầy Pháp từ khắp nơi đến để thực hiện nghi lễ. Lễ cầu siêu kéo dài suốt đêm, với nhiều nghi lễ phức tạp và tiếng kinh cầu vang lên khắp ngôi nhà. Khi lễ cầu siêu kết thúc, mọi người trong đoàn và cả dân làng đều cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt. Không còn tiếng động lạ lùng, không còn bóng dáng mờ ảo xuất hiện nữa. Ngôi nhà cổ trở nên bình yên và thanh tịnh. Bộ phim tài liệu về ngôi nhà cổ và những câu chuyện tâm linh đã thành công vang dội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngôi nhà cổ không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là biểu tượng của sự giải thoát và hòa bình. Sau lễ cầu siêu lớn và bộ phim tài liệu thành công, ngôi nhà cổ trở thành điểm thu hút khách du lịch và những người đam mê khám phá những hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin vào những câu chuyện tâm linh được kể lại. Một nhóm thanh niên từ thành phố, tò mò và đầy hoài nghi, quyết định đến ngôi nhà cổ để tự mình trải nghiệm và kiểm chứng. Nhóm thanh niên bao gồm 4 người, nam,
một sinh viên ngành công nghệ thông tin, Hương, một nhà báo trẻ đầy nhiệt huyết, Quân, một nhà nghiên cứu vật lý, và Lan, một cô gái nhạy cảm với thế giới tâm linh. Họ mang theo nhiều thiết bị hiện đại để ghi lại và phân tích mọi hiện tượng xảy ra trong ngôi nhà. Đêm đầu tiên, họ cùng nhau thiết lập các máy quay, máy đo nhiệt độ, và cả máy ghi âm trong mọi góc của ngôi nhà. Họ ngồi quanh bàn, trò chuyện và chờ đợi. Khi đêm dần sâu, không khí trở nên lạnh lẽo, và một cảm giác rờn rợn bắt đầu lan tỏa. Hương, với tính cách mạnh mẽ, luôn nghi ngờ về các hiện tượng siêu nhiên, quyết định đi một vòng quanh ngôi nhà một mình. Khi cô bước lên tầng trên, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt xương. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng rì rầm như ai đó đang thì thầm vào tai mình. Cô bật đèn pin lên và thấy một bóng dáng mờ ảo lướt qua cửa sổ. Hương trở nên hoảng sợ, chạy vội xuống cầu thang. Lan, với khả năng nhạy cảm đặc biệt, cảm nhận được sự hiện diện của nhiều linh hồn trong ngôi nhà. Cô khuyên cả nhóm nên tôn trọng và không nên khơi mào bất kỳ hành động nào có thể khiến các linh hồn phẫn nộ. Tuy nhiên, Nam và Quân vẫn kiên quyết muốn khám phá đến tận cùng. Trong khi kiểm tra căn phòng bí mật dưới tầng hầm, Quân phát hiện ra một bức tường có dấu vết lạ. Anh dùng máy dò kim loại và phát hiện ra có một hốc nhỏ chứa một hộp gỗ cổ. Khi mở hộp, họ tìm thấy một lá thư viết tay từ thời chiến tranh, tiết lộ một bí mật đen tối khác về ngôi nhà. Lá thư được viết bởi một người đàn ông tên là Tâm, một người lính trong cuộc xung đột lớn giữa hai dòng họ. Tâm kể lại rằng anh đã bị thương nặng và trốn vào ngôi nhà này để ẩn náu. Trong lúc anh ẩn náu, anh đã chứng kiến nhiều linh hồn đau khổ và không thể siêu thoát vì những mối thù hận và oan trái. Tâm đã cầu nguyện cho họ, mong muốn một ngày nào đó họ sẽ được giải thoát. Nhóm thanh niên quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện nhỏ để tôn trọng những linh hồn mà họ đã gặp phải. Trong buổi cầu nguyện, Lan cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí, như thể những linh hồn đã chấp nhận lời cầu nguyện của họ. Khi họ rời ngôi nhà, một cảm giác bình yên và thanh thản bao trùm lấy họ. Nhóm thanh niên đã hiểu ra rằng, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, vẫn có những điều mà khoa học không thể giải thích được. Họ đã chứng kiến và cảm nhận được sự tồn tại của thế giới tâm linh, và họ biết rằng cần phải tôn trọng và đối xử nhân ái với những linh hồn đã từng tồn tại. Ngôi nhà cổ từ đó trở thành biểu tượng của sự hòa bình và tôn trọng giữa thế giới thực và thế giới tâm linh. Những câu chuyện về ngôi nhà bị ma ám tiếp tục được kể lại, nhưng lần này với một thông điệp về sự tha thứ, tôn trọng và lòng nhân ái.